Ok, hello quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video nhận định thị trường hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Việt Nam nha. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên đi ngang quanh vùng 1205, đó là cái vùng mà thị trường hôm qua đóng cửa. Và thanh khoản ngày hôm nay thì cũng rất là thấp. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta có 293 mã giảm, 166 mã tăng và 74 mã không đổi. Số lượng cái mã cổ phiếu là tương đối cân bằng. Tuy nhiên thì số lượng mã giảm ngày hôm nay thì đa phần đến từ những nhóm cổ phiếu ví dụ như là chứng khoán hay là thép hay là bất động sản thì vẫn có những cổ phiếu giảm điểm trong ngày hôm nay. Đấy, nhưng mà đến cuối phiên thì thị trường của chúng ta nó có một cái pha kéo lên rút chân nhẹ trong khoảng thời gian ATC đó, và có tương đối nhiều cổ phiếu là cũng hồi phục được lên, ví dụ như là GEX này, MWG này đó, hay là vân vân một vài các cổ phiếu hồi phục lên trong ATC đó. Vậy thì với cái việc mà thị trường ngày hôm nay nó tăng điểm nhẹ như vậy thì liệu có phải là thị trường nó có khả năng tiếp tăng tiếp hay không, và nó sẽ hồi phục đến đâu? Chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích trong cái video ngày hôm nay cả nhà nhé. Anh chị xem video đừng quên để lại cho mình những cái lượt like cũng như những cái lượt ấn đăng ký kênh nha. Thì đầu tiên thì về cái dạng này thì như cái video ngày hôm qua mình chia sẻ đó là thị trường đang ở trong một cái pha hồi phục sau một cái nhịp rơi rất là mạnh 100 điểm và nó hồi phục lên, thì cái vùng chúng ta vẫn đang hướng tới đó là quanh cái vùng 1220, 1225. Đó, đây là cái vùng mà VN-Index nó phá vỡ ở trong cái cây giảm đầu tiên ngày 15 tháng 4. Đó thì thị trường nó sẽ có cái xu hướng nó sẽ test lại cái vùng này. Đó, đâu đấy là cái vùng một do vùng cân bằng của chúng ta nó loanh quanh cái vùng 1225. Và nhìn trong các cái khung đồ thị nhỏ ấy, thì cái xu hướng hồi phục hiện tại nó cũng đang có xu hướng hồi lên quanh vùng này. Đấy, tuy nhiên thì trong phiên ngày mai ngày kia thôi. Đó, tức là chúng ta chỉ còn phiên ngày mai giao dịch nữa là chúng ta sẽ bước vào một cái kỳ nghỉ lễ rất là dài. Và cái tâm lý ngày hôm nay giao dịch cái vol thấp như vậy là cũng dễ hiểu. Đó, chứng tỏ là trước một kỳ nghỉ lễ thì thường nó có một cái xu hướng giao dịch nó sẽ chậm lại, nhất là khi mà thị trường nó vừa có một cái phiên dùng rất là nhiều lực để nó hồi phục trong cái phiên ngày hôm qua. Thì cái việc ngày hôm nay hay là thậm chí là ngày mai thị trường nó có loanh quanh cái vùng tham chiếu 1205 này là rất là bình thường đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu thấy được cái sự chững lại của một số các cổ phiếu, ví dụ như là nhóm cổ phiếu công nghệ chẳng hạn. Đây là cái nhóm cổ phiếu nó có cái sự hồi phục rất là mạnh trong khoảng thời gian vừa rồi đến từ những cổ phiếu như là FPT đúng không, ngày hôm nay là một cây nến rụt đầu này, hay là những cổ phiếu VTP đó, những cổ phiếu VTP này hay là DG World đó. Đây là những cái cổ phiếu mà nó đã hồi phục được cũng là một phần tương đối rồi, một số cổ phiếu hồi được 1/3 đến 1/2, ví dụ như là VTP này chẳng hạn, nó đều đã hồi về những cái vùng cân bằng rồi. Vậy thì cái phiên ngày hôm nay nó là cái phiên mà những cái cổ phiếu mà nó đã hồi được một cái lượng đủ mà hồi nhanh hơn VN-Index, nó bắt đầu có cái sự chững lại, và sau đó là đến lượt những cái cổ phiếu ví dụ như trong dòng chứng khoán hay là những cái cổ phiếu dòng bất động sản hay là những cổ phiếu như GEX chẳng hạn. Đây nó sẽ là cái thời điểm mà trong một vài phiên tới có thể những cái cổ phiếu này nó sẽ hồi phục lên được, bởi vì là những cái cổ phiếu này đang hồi phục chậm hơn thị trường mà cái dư địa ở giai đoạn hiện tại thì nó vẫn còn. Đấy, nên là cái nhịp lần này chúng ta vẫn hướng tới đó là hầu như thì tất cả các cổ phiếu đều hồi phục lên được 1/3 đến 1/2 các cái nhịp giảm. Đấy là cái cơ hội tốt để anh chị có thể là cơ cấu hàng đó. Thì trước mắt là phiên ngày mai chúng ta sẽ xem xét đến việc là vì cái phiên hôm nay là một cái phiên rút chân nên chúng ta sẽ kỳ vọng phiên ngày mai có thể là một cái phiên tăng và sẽ chạm bên loanh quanh cái vùng 1220, 1225 này mọi người nhá. Đó, xem xét vùng này nó sẽ là cái vùng bán rất là tiềm năng của mọi người nếu mà mọi người muốn canh hạ tỷ trọng. Đó, vùng này thì mình vẫn khuyến nghị anh chị em là nó vẫn sẽ có một cái kịch bản rất là hy hữu, đó là thị trường nó có thể kéo lên chữ V, bởi vì nó cũng xuất hiện những yếu tố bán rất là nhanh, hoảng loạn rất là nhanh như những cái chu kỳ trước, thì những cái pha giảm như thế này để mà thị trường nó tăng chữ V lên như đây đó thì nó cũng có đó, tức là sau khi tăng lên nó có một cái pha test lại rất nhẹ và nó kéo thốc lên một cái nhịp đáy hai ở đây rồi nó mới bắt đầu nó có xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh lớn. Thì đây cũng là một cái trường hợp nó có thể xảy ra, nhưng cái xác suất xảy ra đâu đấy nó chỉ rơi vào khoảng là 10% thôi. Đấy, nên là để mà phòng ra trường hợp nếu mà thị trường chúng ta nó có vào dạng này thì mình nghĩ là tỷ trọng anh chị hiện tại thì vẫn giữ ở quanh cái mức 50%, chúng ta cứ để lại quanh 50% sức mua đó và để lại thêm phần margin nữa thì mình nghĩ là nó sẽ không có vấn đề gì cả. Kể cả thị trường nó có giảm tiếp thì cái pha giảm tiếp theo mình nghĩ nó cũng về cùng lắm thì vùng 1131 thôi. Nếu mà về đến đây thì chúng ta vẫn còn sức mua để chúng ta mua nên vẫn rất là thoải mái. Còn nếu theo kịch bản thị trường nó kéo luôn đi chẳng hạn đó thì chúng ta vẫn còn đang còn hàng. Đấy, nhất là khi những anh chị nào hiện tại là đang có những cái mức lỗ mà chưa thể xử lý ngay được thì mình nghĩ là vẫn cứ nên cầm đó, tranh thủ là những cái nhịp hồi này của thị trường có thể hạ ra nhanh là những cái mã cổ phiếu mà nó đã kéo về gần cái thời điểm anh chị mua. Đấy, thì cái phương án như vậy nó sẽ là cái phương án hợp lý đó. Đi về các cái nhóm ngành thì thời điểm hiện tại chúng ta sẽ thấy được là ngày hôm nay chúng ta có nhóm ngành chứng khoán có hai cổ phiếu là SHS và VND giữa sắc xanh. SHS thì chúng ta có một phiên kéo vào ATC thì đây cũng có thể là một cái dấu hiệu tích cực cho thấy được là SHS nhịp lần này thì cũng không phải là cổ phiếu giảm sâu đó. SHS nhịp lần này của chúng ta là giảm là 20%, tuy nhiên thì một cổ phiếu trên sàn Hà Nội giảm 20% thì mình thấy biên độ là tương đối ít đó, nhưng cổ phiếu khác trên sàn Hà Nội là đâu đấy giảm 25 gần 30% cơ
SHS giảm mà lại là còn cổ phiếu nó còn vừa vào chen trong giai đoạn trước nữa, thì SHS như vậy là hồi phục rất là nhanh. Thì kỳ vọng phiên ngày mai ngày kia SHS có thể là vượt lên trên vùng 18.3 và tiến lên những cái vùng là 19.3, 19.4. Đó thì đấy là sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ canh để cơ cấu một vậy một phần tỷ trọng ra. VND thì nhìn vào này có một cái pha tạo đáy khá là mạnh. Đó thì đây là cổ phiếu đã rơi trước thị trường trong giai đoạn vừa rồi và nó có một cái cụm nến, đó là cụm nến giảm này, xong tạo ra một cây nến dâu rất là dài xong nó hồi phục lên. Đó, dù mặc dù thì thanh khoản chưa vào đâu, nhưng mình nghĩ nếu mà VND hồi phục lên được trên cái vùng 21.6 này và nếu nó có test lại chẳng hạn như này chẳng hạn. Đó và sau đấy nó hồi phục lên thì mình nghĩ nó sẽ là một cái pha tạo đáy rất là đẹp của cổ phiếu VND. Đó, bởi vì là cổ phiếu này nó rơi rất là sâu rồi. À, nếu cổ phiếu VND nó tạo đáy được ấy, thì có thể là cái nhóm chứng khoán trong cái nhịp lần này, đó kể cả thị trường nó có rung lắc nhịp đằng sau, thì cái nhóm chứng khoán nó cũng sẽ không phải là một cái nhóm có khả năng giảm sâu nữa, mà có thể là cái đáy hai của nó nếu có test lại thì nó cũng sẽ cao hơn cái đáy trước. Và ví dụ như là những con cổ phiếu như SSI chẳng hạn, đó ví dụ như hồi lên kia quanh cái vùng cân bằng giao găm 100, giao găm 65 này, nó có test lại thì đầu đây nó sẽ test lại tầm 5 đến 7% thôi. Đó thì tức là một cái cổ phiếu mà trong một cái nhịp hồi phục nó hồi phục được từ 10 đến 15%, thì thường ấy, cái nhịp test lại nó sẽ rơi vào đâu đây khoảng 5 đến 7% nếu cổ phiếu đó là thị trường nó giữ được chen, nó giữ được sức mạnh và nó hồi phục được như vậy. Đó còn trong cái trường hợp hy hữu hơn là thị trường nó tạo ra một cái pha bull trap và nó gãy sâu hơn chẳng hạn, thì những cổ phiếu hồi phục mạnh trong nhóm chứng khoán như SHS này, VND này, thì cái xác suất để nó gãy ra khỏi vùng đáy này nó rất là thấp. Đó, đâu đó nó sẽ chỉ quay và trở lại cái vùng mà nó đã có cái điểm thấp nhất, là ví dụ là vùng này chẳng hạn. Như những con cổ phiếu chứng khoán trong những chu kỳ trước, ví dụ con FTS, anh xem có để ý là sau pha rơi đầu tiên này, cổ phiếu hồi phục lên rất nhanh thậm chí là vượt đỉnh, thì cái pha rơi tiếp theo thì nó cũng sẽ không gãy quá sâu khỏi cái vùng đáy trước đó mà nó đã tạo ở đây. Đó thì anh chị đặc biệt chú ý xem những cái mã cổ phiếu nó có sự hồi phục mạnh như vậy. Đó, FTS này cũng là một cổ phiếu chú ý được trong nhóm chứng khoán nhá. Đó, thậm chí là phiên ngay với cái việc là nó kéo cuối phiên như vậy thì ngày mai có thể là một cái phiên mà nhóm chứng khoán nó sẽ tiếp tục hồi phục đấy. Đó. Bất động sản thì ngày hôm nay chúng ta thấy được là TCH vẫn đang rất là khỏe và đây cũng là một cái form mà mình nghĩ là có khả năng nó sẽ ngừng rơi trong giai đoạn sắp tới của thị trường. Đấy, nếu mà thị trường nó có những pha điều chỉnh rung lắc thì đây cũng sẽ là cổ phiếu nó chỉ đi ngang thôi. Đấy, anh chị cũng phải đặc biệt chú ý. Đây, cổ phiếu này là cổ phiếu mà nó đã tăng được, bật lại hồi được lên 1 phần 2 cái quá trình giảm của nó rồi, 10% sau quá trình nó rơi 20%. Đó, và mình kỳ vọng là cổ phiếu này thậm chí là trong những cái pha sắp tới, nếu mà dòng bất động sản nó có thể vượt lên cái vùng cân bằng của nó, ví dụ như cổ phiếu TCH có thể vượt lên vùng 15.9 thì cổ phiếu này có thể sớm quay trở lại đỉnh cũ, thậm chí là vượt, giống như những cái gì mà con FTS nó làm trong cái thời điểm tháng 9 năm 2023. Đó, tương tự với cổ phiếu DIG cũng như vậy thôi. Đó, mình đang kỳ vọng với cổ phiếu DIG trước mắt nó có thể tiến về những cái vùng 29-30. Đây sẽ là cái vùng đầu tiên anh chị em muốn cơ cấu tỷ trọng thì có thể là canh cơ cấu. Đó, những anh chị em mua ở quanh cái vùng 27-28 này, thậm chí là bây giờ vẫn đang có lãi, đúng không? Đó, thì quanh cái vùng này nó là cái vùng cản tương đối cứng của DIG, khi nó trào ra cái lực cung thì chúng ta có thể là canh bán ở thời điểm đó. Đó, còn những cái cổ phiếu mà nó gãy nền như đất xanh thì trước mắt chúng ta sẽ xem xét những cái việc nó hồi phục lên cái vùng đáy dưới của nền đã. Đó là đất xanh hồi phục lên quanh vùng 17.6, đó là cái vùng tiềm năng. Rồi sau đó nó có thể là nó sẽ phải đi ngang, nó rung lắc ở đây một thời gian, giống như là thời điểm này. Đó, sau khi cổ phiếu hồi lên này, có thể nó dướn lên một chút, sau đấy nó sẽ đạp lại thôi. Nếu những cái pha mà nó dướn lên như này, anh chị phải đặc biệt cảnh giác. Dướn lên mà không có vol, hồi phục mà vượt cản mà không có vol, anh chị phải đặc biệt cảnh giác, bởi vì có thể đấy nó sẽ là một cái pha bull trap. Đó. Đấy là về dòng bất động sản nhá. Và mình kỳ vọng tiếp theo là đó ở cái dòng banh. Dòng banh thì hôm nay chúng ta thấy được là Vietcombank là cổ phiếu nó đỡ cho thị trường tương đối nhiều, dù là cuối phiên nó có làm một cái dâu dài. Đấy, nhưng mà hôm nay thì đa phần là cổ phiếu giữ được điểm, bởi là một số cổ phiếu như là Vietcombank, SAB, Massa, MWG đúng không? Đó thì Vietcombank hiện tại nó cũng đã về đến cái vùng cân bằng 129 rồi, 100-129 ngày rồi, thì sớm muộn nó cũng sẽ bắt đầu có cái nhịp hồi phục lên trở lại để nó hồi phục lại cho thị trường thôi. Giống như pha này, cổ phiếu nó cũng có một cái pha hồi phục lên này. Đó, hay là thời điểm này thì cổ phiếu Vietcombank là phản hồi tương đối tốt với những vùng cân bằng trong trung hạn. Thì mình kỳ vọng là Vietcombank nó sẽ giúp cho nhóm banh, đó, ví dụ như CTG chẳng hạn này, đó, bắt đầu có những cái nhịp hồi phục lên tương đối tốt này. Đó, kỳ vọng CTG nhịp này là hồi lên được quanh cái vùng 33 chúng ta. Nếu mà nhóm banh nó đóng góp vào điểm số thị trường nó đã sắp tới thì mình nghĩ là những cái vùng 1220 nó cũng sẽ rất dễ là nó chạm tới thôi. Đó. Một số nhóm ngành khác ví dụ như là điện thì chúng ta nghe có GEX này, GEX ngày hôm nay là cổ phiếu hồi phục tương đối tốt trong cuối phiên. Đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng trước mắt là đối với các cổ phiếu GEX thì nó sẽ có hai vùng, đó là cái vùng cản giao găm ở đây là vùng 21.4. Nếu mà chúng ta kỳ vọng thị trường nó kéo mạnh hơn đi. Đó, ví dụ như là pha này chúng ta đang có rất là nhiều nhận định thị trường là nó sẽ có thể là dừng ở quanh cái vùng 1225. Đấy thì có khả năng thị trường nó sẽ kéo vượt lên chứ. Nó kéo vượt lên là nó tạo ra bull trap. Thì khi đấy thì cổ phiếu GEX nó sẽ có kỳ vọng xa hơn, nó là kéo về quanh cái vùng khách sạn của chúng ta là quanh cái vùng 23, 22, 22.5 nhá. Đó, đây là cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng được nếu như các phiên tới thị trường nó hồi phục tốt. Đấy, anh chị nếu mà muốn cơ cấu thì có thể bắt đầu cơ cấu sớm là những cái điểm nếu ngày mai nó có kéo lên quanh vùng 21.5 rồi. Đó.
Ở cấu hạng một phần nữa, mình nghĩ là con cổ phiếu GEX thì nó vẫn còn tiềm năng tăng tiếp. Đó, cái pha tăng ở đây thì nó chưa phân phối hết được hàng đâu. Đó, trong một tuần thì tổ chức họ không thể phân phối hết được hàng. Đầu tư công thì chúng ta thấy nhịp lần này KHB là cổ phiếu rất là khỏe. Đó, KHB là có cổ phiếu hồi phục từ đáy lên đến bây giờ là đã hồi phục được 11% rồi, là một trong số những cổ phiếu hồi phục tốt nhất mà phiên ngày hôm nay tăng được 3%, mặc dù những cổ phiếu khác trong dòng đầu tư công là không tăng được. Đó thì mình trước mắt được kỳ vọng là KHB sau cái pha mà nó đạt khủng nó khỏi cái vùng nền 21, ở đây thì trước mắt nó sẽ tìm về vùng 21. Đó, hiện tại nó đã vượt lên trên rồi. Và chúng ta sẽ kỳ vọng thêm là cổ phiếu này vượt lên trên vùng 22.6, 22.3 và trước sau đó thì có thể là vượt lên quanh vùng 23. Đấy, đây là sẽ vùng là cái vùng khách sạn chúng ta xem xét là nếu anh chị em là cầm KHB thì có thể canh hạ tỷ trọng ở đây. FCN hôm nay hồi phục rất là tốt này, cổ phiếu này có khả năng là sẽ lấy lại được nền sớm thôi. Đó. Khu công nghiệp thì chúng ta thấy hôm nay có PHR, IDICO, DTD hay là GVR phiên hôm trước cũng là một cổ phiếu hồi phục tốt. Và bán lẻ thì ngày hôm nay chúng ta đặc biệt có MLG là cổ phiếu mà nó vẫn giữ được cái trend trong giai đoạn vừa rồi. Đây là cổ phiếu mình cũng đã có khuyến nghị anh chị em mua ở những cái thời điểm 48, 49 đúng không? Đó, từ thời điểm đấy bây giờ thì chúng ta chưa bán. Nên bây giờ thì cổ phiếu thậm chí còn vượt đỉnh với lại cái khối lượng vào rất là tốt. Đó, một cái cổ phiếu mà trong cái pha thị trường nó cân bằng sớm mà nó hồi phục được như thế này thì mình đánh giá đây là một cổ phiếu có khả năng. Đó, là ngày mai ngày kia giả sử nó có giao dịch trong trend này đi. Đấy, thì nó vẫn là một cái điều tốt. Mà kể cả nó có phá ra khỏi cái trend này và nó tăng điểm lên thì nó cũng là một điều tốt với những anh chị em mà cầm hàng, bởi vì đây hiện tại đang một là một cổ phiếu rất là ngon trong dòng bán lẻ. Đó, dòng bán lẻ ngày hôm nay là cái dòng hồi phục rất tốt, mình thấy trong 3 phiên liên tiếp thị trường nó hồi phục và dòng bán lẻ duy trì được sức mạnh, ví dụ như là thay phiên luân phiên giữa Masan, MLG đó, FRT với lại cả DigiWon đều là những cổ phiếu hồi phục tốt trong vài phiên gần đây đúng không? FRT này chỉ cần một vài phiên nữa thị trường nó có dấu hiệu phục nữa thôi, khả năng FRT nó cũng có thể vượt đỉnh. Đấy, anh chị đặc biệt chú ý cho em. Còn về cái trường hợp của FPT thì dạo gần đây thì có nhiều anh chị đang cầm cổ phiếu này, nhưng mà với một cái phiên mà cổ phiếu mở gap tăng mà tạo cái zone đấy như này thì trông nó hơi hơi xấu một tí đấy. Đấy nên là trường hợp nếu mà anh chị muốn bán thì nếu mà cổ phiếu này nó có quay trở về nó lấp cái gap đi đấy, tức là nó mất đi cái vùng 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 118.5 thì lúc đấy anh chị em sẽ bán nhá. Đó thì đấy là đối với cổ phiếu FPT nhưng anh chị em nói ngắn hạn. Còn lại thì đến với những cái cổ phiếu như Masan này thì vẫn kỳ vọng với cổ phiếu Masan là có khả năng tạo đáy dài hạn ở đây rồi. Đó là cổ phiếu hiện tại thì nó đang chỉ đang test lại cái kênh giá dài thôi. Đó, đang test lại một kênh giá rất là dài. Thì quanh cái vùng 68 67 đang có những dấu hiệu tạo đáy ở vùng 65 đến 68 này. Thậm chí anh chị em mua cao hơn một chút thì mình nghĩ nó vẫn rất là ổn, bởi vì đây là một cái deal tương đối ngon ở trong vùng dài hạn. Đấy, một cổ phiếu nó đã có sự thay đổi cấu trúc. Cũng như là các cái game IPO của nó cũng là tương đối lớn. Đó, mình nghĩ là IPO của Masan đến 1,5 triệu USD thì phải là rất là lớn đấy. Nên mình có thể kỳ vọng trong tương lai là cổ phiếu này có khả năng tăng trưởng tốt. Đó thì đó là nhìn chung cái nhận định của mình về cái thị trường ngày hôm nay. Thì cái xu hướng thị trường thì nó vẫn tổng kết lại cho anh chị thì nó vẫn là thị trường sẽ hồi phục về 1225 đến khi nào thị trường nó có một cái phiên bùng nổ theo đà xác nhận đấy, đánh vượt lên này, khối lượng gia tăng, đó, khối lượng gia tăng mạnh thì lúc đấy chúng ta mới coi là thị trường nó bùng nổ theo đà. Còn nếu mà tín hiệu đấy nó chưa xảy ra thì chúng ta sẽ phải cảnh giác mọi người nhá, cân bằng tỷ trọng của chúng ta trong giai đoạn hiện tại nó là một cái hành động hợp lý thôi. Đó. Ok nhá, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo.